Chào các bạn, hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn bài rất là đơn giản chỉnh ánh sáng và đèn nha. Trước tiên thì mình mở Photoshop lên. Bây giờ mình mở một cái tấm so sánh cho các bạn xem nhé. Đây, bây giờ mình chỉ cho các bạn chỉnh ánh sáng. Tấm này nó nhìn nó hơi tối nè đúng không? Mình chỉnh cho cái tấm này nó sáng lên một chút xíu. Rồi, hiện tại á, là người ta cái tấm ảnh này nè nó chưa có mở đèn lên đúng không? Cái tấm ảnh này chưa mở đèn thì mình sẽ chỉ cho các bạn bật đèn lên bằng Photoshop. Ví dụ ở ngoài người ta chụp hình đó, người ta bật lên rồi thì mình đâu có chỉnh Photoshop chi nữa đúng không? Bây giờ kẹt đã, bây giờ mình có tấm ảnh rồi mà mình muốn đăng bán hay gì đó, mình muốn cho cháy đèn lên, mình phải làm sao thì mình vô Photoshop mình chỉnh chứ sao đúng không? Giờ mình vô Photoshop mình chỉnh tấm hình nhờ nó sáng lên lên như thế này đó. Rồi bây giờ mình tắt nha, rất là đơn giản, chỉ có hai ba bước thôi là xong. Bây giờ mình mở tấm hình gốc lên ha, mở tấm hình gốc. Đây là tấm hình gốc nè, là nó chưa có bật đèn rồi nó nhìn nó hơi tối, thì mình làm thêm như thế nào rất là đơn giản, chỉ cần mà mình làm cho cái ánh sáng nó sáng lên một chút xíu thì mình chỉnh nha. Ctrl M là nó hiện ra một cái bảng này. Rồi mình chỉ cần kéo nó lên cái lại cái tấm hình mình nó sáng lên đó, tùy theo ha, mình thấy cảm thấy sáng vừa mình là ví dụ là mình kéo lên càng cao nữa càng sáng nè, sáng chói luôn đúng không, sáng chói luôn nè đó. Bây giờ mình thấy nó sáng vừa thôi, sáng vừa thôi, cảm thấy sáng vừa là được rồi, mình ok xong. Đây là cái bước để chỉnh ánh sáng rất là đơn giản cho các bạn mà mới học Photoshop nha. Rồi bước thứ hai là để mình làm cho cái đèn này nó sáng lên y như là mình bật điện lên. Hiện tại là mình chưa bật điện, bây giờ mình bật điện lên. Rồi mình làm như thế nào, đơn giản luôn, mình vô cái mục này nha. Đây cái mục này, đây mục này Magic One Tool nè đó, mục này mình chọn cái cây đũa, cái này người ta gọi là cây đũa thần đó, mình chọn nó. Rồi mình nhấp vô cái phần phần này nè. Đấy, mình nhấp nó vô nha, mình gõ nó vô, gấp nhau đó là nó sẽ tạo ra một cái vùng chọn, nó tạo ra một cái vùng chọn nha. Rồi mình tạo thêm một cái layer khác nha, ở dưới đây nè. Ở dưới đây là mình tạo một cái layer, mình nhấp vô đây nha. Rồi rồi ra một cái layer một rồi, mà mình tạo cho nó ánh sáng trắng thì mình chọn nha, mình nhấp vô đây, mình nhấp vô cái mục trắng đen này nè, rồi nó trở thành cái hai cái mục trắng đen bình thường. Rồi mình quay ngược nó lại, mình đảo ngược nó lại thành màu trắng, thành màu trắng nha. Đó, mình đảo ngược nó lại thành màu trắng. Rồi rồi mình nhấn bằng bằng phím nút on delete. Rồi là hiện tại nó chọn cái màu trắng này ha. Rồi màu trắng nè đó. Rồi mình muốn thoát ra cái vòng chớp chớp này nè, nó đang chớp chớp chớp, nó đang cái chọn nè, mình nhấn Ctrl D là bỏ chọn. Rồi hiện tại là cái đèn này nó sáng rồi ha, nó sáng rồi nhưng mà nó chưa có cái cảm giác như là mình nó hơi phát phát sáng sáng ra, như y như mình bật điện nó sáng chói chói ra. Rồi mình chỉnh như thế nào, rồi mình vô phần layer một, nhấp đôi nữa nha, mình nhấp chuột trái hai lần. Rồi nó hiện ra một cái bảng, nó hiện ra một cái bảng này, bảng layer file gì nè đó. Mình vô kiểm mà 1 2 3 số nè, outer low đấy, chọn kiểm này nha. Rồi mình nhấp nó vô đó, hiện tại là cái phần mà ánh sáng này là màu vàng nè, mình vẫn để nó đi, rồi mình kéo nó thử nha. Mình à, này, bây giờ là mình để ý nha, mình kéo nó xuống luôn,
là nó chưa có sáng, mình kéo sẵn sáng lên, mình để ý tấm hình nha, nó sáng lên đó, nó sáng lên rồi. Tiếp tục mình để cho cái phần này nó sáng chói ra đó. À, bạn để ý nè các bạn, đó các bạn để ý này nha, đó, nó di chuyển nè, thấy không, đó nó di chuyển nè. Rồi cái phần size nè, ở dưới đây nè, phần size nha, mình cho nó lên nè, kẹp nó, các bạn để ví dụ mình kéo hết luôn nè, đó có thấy là nó sáng ghê chưa, y như là mình đang bật đèn vậy đó, y như các bạn đang bật đèn vậy đó, thấy không nè, đó thấy chưa, đó nếu mình bật điện lên thì nó sáng như thế này đó, đó mình kéo chừng nào mình cảm thấy ưng ý là mình chịu, ưng ý là mình ngưng nha. Rồi xong nó sáng là thật, ok ok nha. Rồi bây giờ mình xem thử cái tấm hình ban đầu như thế nào nha. Mình tắt cái layer một này, hồi nãy mình tạo thêm layer, mình tắt layer một đó, tôi thùi đúng không, tôi thùi. Giờ mình bật nó layer lên đó, y như mình bật đang bật điện, tắt điện nè, tắt điện nè, bật điện nè, tắt điện nè, bật điện nè, xong xong rồi mình xem nó lại thôi đúng không. Xong rồi mình vào file chọn sale, rồi mình chọn file zip, mình xéo lại, xéo lại, hoặc là mình gộp cái layer này lại nha. Gộp cái layer này là mình Ctrl E, Ctrl E là mình gộp cái layer lại, rồi mình save nó, save it. Save it là có nghĩa là nó save chồng lên cái tấm ảnh hồi nãy nha, là nó save chồng lên cái tấm hình hồi nãy. Còn mình nếu mình save ý mình nói lộn, mình vào file chọn save là nó save chồng lên tấm ảnh hồi nãy rồi, là tấm ảnh hồi nãy á, mình save chồng lên. Còn nếu mình save app thì nó sẽ tạo ra một cái tấm khác, tạo ra một cái tấm khác, rồi mình save nó lại nha các bạn. Rồi ok vậy là xong nha các bạn. Rồi thank you.